Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8 tại hồ thủy điện sông Tranh 4, địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã vừa xảy ra vụ lật ghe chở 8 người trên lòng hồ thủy điện sông Tranh khiến 2 người tử vong. Theo đó vào khoảng 15 giờ 45 phút chiều cùng ngày, 8 người gồm có 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ đi trên một chiếc ghe máy nhỏ lưu thông trên hồ thủy điện sông Tranh 4 từ xã Tiên Lãnh qua xã Phước Gia. Khi cách bờ ở xã Phước Gia khoảng 20 mét thì chiếc ghe đã bất ngờ bị chìm. Và sau đó, 6 người trên ghe gồm có 3 người lớn, 3 trẻ nhỏ được cứu sống. Riêng cháu Phạm Văn Hiền, 11 tuổi, đã tử vong cùng với ông Trịnh Ngọc Hân, 46 tuổi, mất tích. Đến tới cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Tiên Phước cùng người dân địa phương đã vớt được thi thể của ông Hân ở xã Tiên Lãnh, cách nơi gặp nạn vài trăm mét.